Em từ 38 kg lên 44 kg nhờ xem video của anh. Hồi trước các bạn, khi mà tôi nói đến cái tạng người ectomorph á, là cái tạng gầy, cái kiểu mà ăn nhiều mà không mập kiểu vậy, thì Trên cuộc đời này có một loại người dù ăn tới tán gia bại sản nhưng mà không thể tăng cân được. Đó. thì tôi nhớ là có một cái bình luận của một cái bạn này nói là tôi thật bất hạnh khi mà tôi thuộc cái tạng người này. Tức là chúng ta đang đổ lỗi cho cơ địa. Và thực tế nha, tôi hỗ trợ nhiều bạn cũng kiểu ốm từ nhỏ rồi, cũng nối cơ địa này kia rồi, nhưng mà các bạn vẫn tăng cân được. Thay vì cái chuyện mà đổ lỗi cho cơ địa tiêu cực hơn, thì các bạn nên nhìn nó tích cực hơn đi. Các bạn cứ nhìn qua những cái người mà họ ăn ít mà họ vẫn mập á. Nhiều khi họ rất thèm ăn cái món này, món kia, nhưng mà họ không dám ăn tại vì ăn là nó mập. Đó, các bạn. Trong khi đó các bạn ăn thoải mái, ăn tẹt ga, bạn không sợ mập, thì tính ra là chúng ta sướng hơn họ nhiều chứ, đúng không? Thì thay vì nghĩ tiêu cực như kia thì các bạn cứ nghĩ tích cực đi. Còn cái chuyện mà có đìa hay không á, thì nó vẫn tăng được nha, nó vẫn tăng được, chứ đừng có đổ lỗi nó làm gì. Mặc dù nó có thể nó khó hơn người ta, nhưng mà mình vẫn có thể thay đổi được. Chứ nếu mà các bạn cứ có những suy nghĩ tiêu cực như vậy, các bạn sẽ không có cái động lực, và các bạn cũng tự đóng cái cánh cửa các bạn lại luôn. Nên là tôi cũng không có giúp được các bạn. Những cái bạn mà tôi thấy có thể thay đổi được cân nặng đó là những cái bạn có tính lạc quan, có niềm tin là mình sẽ thay đổi được, thì lúc đó áp dụng nó mới tích cực và lúc đó nó mới có hiệu quả được. Các bạn, cái việc mà cái tinh thần của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái hormone bên trong của mình, và hormone nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng tiêu hóa, nên cái tinh thần nó rất là quan trọng. Các bạn nhớ giùm tôi cái điều đó nha. Minh Trí đồng hành cùng bạn tăng cân an lành.